Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số. Vở bài tập môn toán lớp 3, bộ sách Chân trời sáng tạo. Trên kênh của chúng mình thì 3 bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 67 nào. Rồi, chúng mình sẽ đến với cái phần lý thuyết này. Yêu cầu là viết vào chỗ chấm. Như vậy ở đây có hai cái phép tính chia. Chúng ta sẽ thực hiện cái phép tính chia ở bên phía tay trái này trước này. 94.572 chia cho 3. Vậy thì cũng giống như chúng ta thực hiện chia 3 chữ số cho 1 chữ số, 4 chữ số cho 1 chữ số, đúng không nào? Vậy thì đây là 5 chữ số này cho 1 chữ số này. Mình sẽ thực hiện từ tay trái sang bên tay phải, được chưa? Rồi, các em quan sát này. Đầu tiên ở đây, chúng mình sẽ lấy cái gì? 9 này chia cho 3. Như vậy thì 9 chia 3 sẽ được mấy? Được 3 này. Đấy, chúng mình sẽ viết 3 nhé. Rồi, tiếp theo này, mình sẽ lấy này, 3 nhân với 3 thì bằng mấy? Bằng 9. 9 trừ đi 9 thì sẽ bằng 0. Như vậy 3 nhân 3 bằng 9 này. 9 trừ đi 9 thì bằng 0. Rồi, sau đó mình mới hạ số mấy? Hạ số 4 xuống này. Hạ 4 này. Đấy. Tiếp theo mình sẽ lấy 4 chia cho 3 thì được mấy? Được 1. Viết 1. 1 nhân với 3 thì bằng 3. Như vậy ta sẽ lấy 4 trừ 3 thì còn mấy? 1. 4 trừ 3 bằng 1. Rồi. Tương tự như vậy các em sẽ nhìn ở trên để chúng ta làm này. Rồi tiếp tục mình sẽ hạ số mấy? Hạ số 5. Mình sẽ được bao nhiêu? Được 15. Lấy 15 chia cho 3 thì được mấy nhỉ? Được 5. Chúng ta viết 5. 5 nhân với 3 bằng 10, 15. 15 trừ đi 15 thì bằng gì? Bằng 0. Ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ hạ số mấy nhỉ? À, hạ số 7. Ta sẽ lấy 7 chia 3 thì được mấy? Được 2. Viết gì? Viết 2. 2 nhân với 3 thì bằng 6. 7 trừ 6 bằng 1. Chúng ta viết 1. Ok. Bây giờ mình hạ số mấy? Hạ 2. Chúng ta được số 10. 12. 12 chia 3 được 4. Viết 4. Và 4 nhân 3 bằng 10. 12. 12 trừ 12 bằng 0. Như vậy đây là phép chia. Hết. Vậy thì kết quả của phép tính 94572 chia 3 sẽ là 3 1 5 2 4. Được chưa? Xong nhá. Tương tự như vậy chúng ta sẽ xét đến cái phép chia ở bên phía tay phải đây. Các em cũng tự quan sát để chúng mình điền nào. 25. 2 không chia cho 4, ta phải lấy 2 chữ số là 25. 25 chia cho 4 thì được mấy nhỉ? 6. Đúng không nào? Được 6 này. Chúng mình viết 6. Như vậy đây ta sẽ viết số 6. 6 nhân 4 là 2. 24 này. 25 trừ đi 24 thì bằng 1. Như vậy đây, chúng ta sẽ viết là số 1. Hạ mấy? Hạ số 5 này. Chúng ta được bao nhiêu? Được 10. À xin lỗi, hạ số mấy? Hạ số 6 chứ. À hạ số 5. Đây là 1 nha các em. Đây số 1 chỗ này này. Bởi vì ta lấy 25 rồi. Đúng không? Hạ 6 này ta được 10. 16 này. Hạ 6, ta được số 10, 16.
được chưa? 16 chúng ta chia cho 4 thì được mấy? Được 4 này. Viết 4. Được chưa? Đây được 4, viết 4 này. 4 x 4 16, 16 mà trừ đi 16 thì bằng mấy? 16 trừ 16 thì bằng gì? À, bằng 0. Đúng nè. Đấy. 4 x 4 bằng 10, 16. 16 trừ 16 bằng 0. Tiếp tục mình lại hạ số mấy? Hạ số 4. Đúng không? Ta được mấy? Được 4. 4 chia cho 4 thì được 1. Viết 1. Như vậy đây chúng ta sẽ viết 1. 1 x 4 là 4. 4. 1 x 4 thì bằng 4 này. 4 trừ 4 thì bằng 0. Đấy, như vậy đây ta sẽ viết gì? Viết 0. Được chưa? Đến đây chưa xong nhá. Hạ số 1 này. Hạ 1 này. Mình lại lấy 1 chia 4 thì được gì? Được 0 nha. Viết gì? Viết số 0. Đấy, như vậy đây ta viết số 0. 0 x 4 thì bằng 0. 1 trừ 0 bằng 1. Đấy, như vậy đây là phép chia có gì? Có dư. Rồi, vậy thì 2 5 6 4 1 chia 4 sẽ được là 6 4 1 0. Và dư mấy? Dư 1. Được chưa? Đấy, như vậy thì nói chung là quy trình làm ở đây thì nó rất là dài dòng, nhưng mà cách chúng ta sẽ áp dụng để thực hiện các cái bài luyện tập và vận dụng sau. Rồi, mình sẽ đến với cái bài thực hành số 1 đây. Người ta yêu cầu là đặt tính rồi tính. Như vậy đây có mấy? 3 cái phép tính chia. 6 phép tính chia luôn, đúng không? 3. Rồi. 12.510 chia cho 5. Đây, thầy sẽ đặt phép tính ra nhé. Cái này chúng ta chỉ có kẻ từng phép tính một chứ không thể kẻ hết được, đúng không? Rồi, chia cho 5 này. Các em thấy này. 1 không chia 2 lấy 12. 12 chia cho 5 thì chỉ được mấy thôi? 2. 2 nhân với 5 là 10. 12 trừ 10 thì bằng 2. Viết 2. Hạ 5 ta được 25. 25 chia 5 được 5. 5 nhân 5 25. 25 trừ 25 bằng 0. Ok. Hạ 1 xuống mình được 1. 1 chia cho 5 thì bằng mấy? Bằng 0. 0 nhân 5 bằng 0. 1 trừ 0 bằng 1. Đấy, đừng quên những cái bước này nhé. Rồi, giờ hạ 0 xuống ta được 10. 10 chia cho 5 thì được 2. 2 nhân với 5 bằng 10. 10 trừ đi 10 thì bằng 0. Đấy, như vậy đây chính là kết quả của phép chia thứ nhất. Sang phép chia thứ hai. 48.090. Đấy, các em nhớ cái khoảng cách ra để cho nó dễ khi chúng mình thực hiện phép tính chia các em. Chia cho 6. Chia 6 này. Em thấy này, 4 không chia được, đúng không? Ta lấy hai chữ số 48 chia cho 6 thì được mấy? 8 không? 8 6 48. Vừa đẹp luôn, đúng không? 8 x 6 48. 48 trừ 48 bằng 0. Hạ số 0 xuống mình được 0. 0 chia 6 thì bằng 0. 0 x 6 là 0. 0 trừ 0 bằng 0. Đừng quên những bước này nhé. Rồi, hạ 9 ta được 9. 9 chia cho 6 được 1. 1 x 6 là 6. 9 trừ 6 thì bằng 3. Hạ 0 mình được 3. 30. 30 chia 6 thì bằng 5. 5 x 6 30. 30 trừ 30 bằng 0. Ổn chưa? Rồi, phép chia thứ 3. 56.714 chia cho 7 này. Đấy, cái này hơi
hơi thiếu giấy này, đúng không? Ta chia tràn ở đây đi nhé, chia cho 7, được chưa? Các em thấy 5 không chia được, lấy 56, 56 chia cho 7 thì được mấy? 8. 7749, 8, 7, 5, 56. 56 trừ 56 bằng 0. Hạ 7, 7 chia 7 được 1, 1 x 7 là 7, 7 trừ 7 thì bằng 0. Hạ số 1 xuống này, 1 chia cho 7 thì được 0 nha, 0 x 7 là 0, 1 trừ 0 bằng 1. Hạ 4 mình được 10, 14, 14 chia 7 được 2, 2 x 7 14, 14 trừ 14 bằng 0. Ô văn kê chưa? Đấy, như vậy đây đều là các phép chia hết nhé. Rồi sang bài tiếp theo, đó là 3 phép tính chia tiếp. 80.000 911. Đó, nếu em nào mà làm tốt rồi thì chúng ta có thể dừng cái video lại. Chúng ta làm sau đó là đối chiếu kết quả với thầy thôi, đúng không? Rồi chia cho 8 này. Các em thấy này, 8 chia cho 8 được 1, 1 x 8 là 8, 8 trừ 8 bằng 0. Hạ 0 xuống, 0 chia cho 8 được 0, 0 x 8 là 0, 0 trừ 0 bằng 0. Hạ 9 xuống mình được 9, 9 chia 8 được 1, 1 x 8 là 8, 9 trừ 8 thì còn mấy? 1. Hạ số 1 tiếp này, 11 chia cho 8 được mấy? Cũng chỉ được 1 thôi, đúng không nào? 1 nhân với 8 là 8, 11 trừ 8 thì bằng mấy? Bằng 3, đúng không? Rồi hạ mấy? Hạ 1 xuống ta được 10, 31. 31 chia cho 8 thì được mấy? 4 không? 4, 8, 3, 2 không được, chỉ được mấy thôi nhỉ? Được 3 thôi. 4, 8, 3, 2, 31 chia cho 8 thì được 4. Như vậy nè, à được 3 này, 3, 8, 2, 2, 4. 21 mà trừ đi 24 thì đây có phải là còn dư mấy? Dư 7 không? Được chưa? Đúng chưa? Đấy, như vậy đây là phép chia có gì? Có dư. Và số dư của chúng ta là mấy? Là 7 nhá. 11 trừ 4 bằng 7 nè. 3 trừ đi 3 thì bằng 0. Đấy. Rồi phép chia thứ hai nè. 6 3 7 2 8 chia cho mấy? Chia cho 9 nè. Các em cứ chậm rãi từ từ chúng ta làm, không có phải đi đâu mà vội vàng hết. Chia cho 9. Rồi 6 không chia được, lấy 63. 63 chia 9 thì bằng 7. Được chưa? 7 x 9 63, 63 trừ 63 bằng 0. Hạ 7 xuống, 7 chia 9 được 0, 0 x 9 là 0, 7 trừ 0 là 7. Hạ 2, 72 chia 9 được 8, 8 x 9 72, 72 trừ 72 bằng 0. Hạ 8 xuống này, 8 chia 9 chỉ được 1, 1 x 9, à xin lỗi mà được 0 thôi, 0 x 9 là 0, 8 trừ 0 bằng 8. Như vậy đây là phép chia có dư, số dư là 8 nhé. Rồi phép tính tiếp theo, 6 5 8 1 9 chia cho 2. Chia cho 2 nha. Rồi 6 chia 2 thì được 3, 3 x 2 là 6, 6 trừ 6 bằng 0. Hạ 5, 5 chia 2 được 2, 2 x 2 là 4, 5 trừ 4 bằng 1. Hạ 8, 18 chia 2 được mấy? 9, 9 2 18, 18 trừ 18 bằng 0.
hạ 1. 1 chia 2 được 0 là nhớ, đừng quên nha. 0 nhân 2 là 0, 1 trừ đi 0 là mấy? 1. Hạ 9, 19. 19 chia cho 2 thì được mấy? Cũng chỉ được 8. Được 9 đúng không nào? Được 9 phải 8. Được 9 nhá. Đấy, đây số 9 nha. 9 nhân 2 18, 19 trừ 18 thì còn dư mấy? Dư 1. Như vậy đây là 32.909 nha các. Rồi, chúng ta đã hoàn thành được 6 cái phép tính khá là tỉ mỉ cho các em nhá. Bây giờ mình sẽ đến các cái bài luyện tập. Bài 1 thì yêu cầu là tính nhẩm 10.000 mà chia cho 5. Mình chỉ việc lấy cái gì? À, 10 chia cho 5 thì bằng 2.000. 72.000 chia cho 8, tức là 72 chia 8 thì bằng 9 gì? 9.000. Mấy bài này quá là cùi bắp rồi đúng không? 60.000 chia 6, tức là 60 chia 6 là mấy? 10.000. 63.000 chia 7, tức là 63 chia 9 được 7.000. Ok. 70.000 chia 7, tức là 70 chia cho 7 thì được 10.000. 28.000 chia 2, tức là 28 chia 2 thì được bao nhiêu? 14.000. Xong. Sang bài 2. Điền cái số nào? Như vậy ở đây có này, số bị chia, số chia, thương. Thì chúng ta đã tìm hiểu và biết mối quan hệ rồi đúng không? Muốn tìm thương, lấy số bị chia chia số chia. Muốn tìm số chia, lấy số bị chia chia cho thương. Muốn tìm số bị chia, lấy thương nhân số số chia. Rất là quen thuộc rồi nhá. Rồi, ở đây mình sẽ lấy 88412 chia cho mấy? Chia cho 4. 8 chia 4 được 2, 2 nhân 4 là 8. 8 trừ 8 bằng 0. Hạ 8 xuống ta được 8, 84 được 2, 0. 4 chia 4 được 1, được 0. Hạ 1 được 0. Đây 1, 12 chia 4 bằng 3. Như vậy đây là 22.103. 2, 2, 1, 0, 3. Rồi, tương tự, phép chia thứ 2. Mình lại lấy 19040 chia nó cho 7 này. 1 không chia được, lấy 19, 19 chia 7 được 1. À, được 2 đúng không? 27, 14, 19 trừ 14 bằng 5. Hạ 0, 50 chia cho 7 thì được 7, 77, 49 đúng không? Thì còn dư 1. 14 chia cho 7 được 2. Hết, hạ 0, 0. Đấy, nhớ nha. Ở đây sẽ được là 2.720. Ok chưa? 2720. Rồi, ở đây có thương, có số chia. Tìm số bị chia. Lấy thương nhân với gì? Nhân với số chia. Đấy. 8756 với 6 nhân 5. 80 là 0 thêm 5 là 5. 8540 với 0 nhân 4. 81 là 8 thêm 4, 10, 12. Như vậy đây là 12.056. Thầy đang làm nhanh nhé. Rồi, tương tự, có thương, có số chia, tính số bị chia. Lấy thương 7126 nhân cho số chia. 6318 biết 8 nhân 1. 32 là 6 thêm 1 là 7. 31 là 3. Và 3 nhân 7 2, 21. 21.378. 21 3 7 8. Ô văn kê. Đến bài 3. Điền cái dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc dấu bằng. Như vậy các em thấy này, ở đây có hai dấu chia liên tiếp này. 15.000 chia cho 3. Đấy, thì các em nhẩm này, 15 chia cho 3 thì được mấy nhỉ? 5, đúng không? Đó, vậy thì 5.000 chúng ta lại tiếp tục chia cho 2. 5.000 chia cho 2 thì sẽ được bao nhiêu? 2.500. 2.500 so với 15.000 bên này, 4 chữ số đây mấy? 5 chữ số. Như vậy chúng ta sẽ thấy ngay được, đúng không? Rồi, câu B này,
Đây là chia, đây là nhân, thì chúng ta cứ làm tuần tự nè. 80.000 chia cho 4, 80 chia 4 được 2, 20. 20.000 nhân cho 2 thì sẽ bằng bao nhiêu? 40.000. 40.000 so với 5.000, 5 chữ số đây mấy? 4 chữ số. Dễ như ăn kẹo. Rồi, đây có dấu nhân, có chia, chúng ta cũng lại làm sao? Tuần tự. 10.000 nhân 6 là 60, 60.000. 60.000 giờ chia cho 2, 60 chia 2 bằng 3, 30.000. Đây 30.000, đây 30.000, vậy thì đây sẽ là dấu bằng. Ok. Rồi, 40.000 chia cho 5 nhân với 2. Các em nhẩm này, 40 chia cho 5 thì bằng mấy? 8.000. 8.000 chia cho 2, 8 chia 2 thì bằng mấy? 4. 4.000 so với 9.000 thì 9.000 này sẽ lớn gì? Lớn hơn. Ok. Rồi, sang bài 4. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. Rồi, bao nhiêu chia cho 4 thì bằng này. Như vậy này, số bị chia, số chia thương. Muốn tìm số bị chia, lấy thương 6.900 nhân cho mấy? Nhân cho 4, đúng không? 009436 với 6 nhớ 3. 6426, 26 nhớ 3 là 2, 29. À xin lỗi, 6424, 24 nhớ 3 là 27 chứ. Như vậy đây sẽ là 27.600. Đây, 27.600 đáp án A. Rồi, B này. Cũng tương tự như vậy này, số bị chia, số chia thương. Vậy các em sẽ lấy thương 1704 nhân cho gì? Nhân cho số chia. Được chưa? 8432 viết 2 nhớ 3, 80 là 0 thêm 3 là 3. 8756 viết 6 nhớ 5. 81 là 8, 8 thêm 5 là 10, 13. Như vậy đây sẽ là 13.632. Đây, 13632. Khó nhá. Rồi tương tự này. Bao nhiêu nhân với 6 thì bằng này? Thừa số tích. Như vậy muốn tìm thừa số thì chúng ta lại lấy tích của nó là 12.000 chia cho thừa số kia. 12 chia 6 thì bằng gì? 2. Như vậy đây là gì? 2.000. Đâu? 2.000 đây. Dễ như ăn kẹo. Được chưa? Cũng giống như trên này. Thừa số tích này. Vậy đây các em chỉ cần lấy 18.000 chia cho 5. Đúng không? 18.000 nè. Các em chia cho mấy? Chia cho số 5 này. 18 chia cho 5 được 3, 35, 15. 18 trừ đi 15 thì còn dư 3. 30 chia 5 được 6. Hết. Hạ 0. 0. Hạ 0 tiếp. 0. Đấy, như vậy sẽ là 3.600. Đấy, thầy chỉ chia nhanh thôi nhé. Rồi. Ok. Sang bài 5. Hết giấy rồi. Thầy sẽ tranh thủ đây. Một cái cửa hàng nhập về 6 xe gạo, mỗi một xe thì chở là 3.000 kg. Số gạo này được đóng thành từng túi, mỗi túi bằng này. Hỏi cửa hàng đóng được bao nhiêu túi. Như vậy bài toán này chúng ta cũng có thể giải bằng một phép tính hoặc là hai phép tính cũng được. Được chưa? Vậy thì đầu tiên thầy sẽ tính cái số này gì? Số kg gạo mà cái cửa hàng này nhập về này. Tức là 6 xe đây này. Đúng không nào? Số kg. Số kg gạo cửa hàng nhập về, đúng không nào? Nhập về là mỗi một xe là 3.000 kg nhân lên số lượng mấy? 6 xe. Như vậy 3 x 6 là 10, 18.000 kg. Bây giờ này, mỗi một túi lại chứa 5.000 kg, giờ chúng ta có 18.000 thì chúng ta tính được số túi không? Quá dễ nhá.
số túi cửa hàng, đúng nào, số túi cửa hàng đóng được là, ấy lạnh quá là nó cống hết tay em viết không ra chữ nữa, cửa hàng đóng được là, các em sẽ lấy là gì, tổng số có này 18.000 này, chia cho mấy, chia cho mỗi một túi là 5. Đấy, các em đặt phép tính ra 18.000 này, chúng ta chia cho 5, ngay phép tính ở trên đấy các em. Đây này, chính là 18.000 chia 5 này thì được bao nhiêu, 3.600, đúng không? Đấy, không cần phải đặt tính nữa nhá. Ok chưa? 3.600. Nhưng mà 3.600 này đơn vị là gì? Túi này. Đấy. Và đáp số. Như vậy cửa hàng này sẽ đóng được là 3.600 túi gạo với 18.000 kg. Ok. Rồi, sang bài 6. Mẹ chia đều 2 lít nước trái cây cho 5 người. Hỏi mỗi người sẽ được chia bao nhiêu ml nước trái cây. Bài này thì chắc chắn ai cũng làm được, đúng nào? Thì đầu tiên chúng em phải đổi cái gì nào? À, chúng ta phải đổi 2 lít ra gì? Ml. 1 lít là bằng 1.000, vậy thì 2 lít là 2.000. Được chưa? Ml. Đến đây được chưa nào? Vậy thì 2.000 mà chia cho 5 người, vậy thì chúng ta sẽ trả lời mỗi gì? Mỗi người được chia số ml là, hoặc là số ml mỗi người được chia là cũng vậy. Ok. Mỗi người được chia số ml nước trái cây. Được chưa? Đấy, nước trái cây sẽ là, các em sẽ lấy bao nhiêu? 2.000 ml chia đều cho 5 người. 2.000 mà chia cho 5 thì bằng 4 gì? 400 ml. Rồi, và đến đây thì mình chỉ việc ghi đáp số 400 ml nước trái cây. Đấy, cho đầy đủ nhá. Ô văn kê. Và cái bài tiếp theo là phần vui để học á, thì chúng ta sẽ chơi cái trò chơi bingo. Trò chơi này chúng ta sẽ thực hiện theo hướng dẫn ở trong cái sách giáo khoa. Và cái tiết học này thì giáo viên cũng sẽ đã tổ chức cho chúng mình rồi. Rồi, và đến đây thì thầy và các em sẽ cùng gặp nhau ở cái bài Em làm được những gì nhé. Đừng quên là chia sẻ kênh và video này đến cho thật nhiều các bạn nhé.